ویدیو میسازم ویدیو فشن و ویدیو میسازم ویدیو مورفن سه استارت دادیم نام بو نگه نام کل تو ویدیو کنم تا تیم هم هک دادم نام بو نگه نام یپ دوم آی سو let's get started thì bộ đầu tiên mà cái đội sẽ tiên là một bộ đồ khá là street thì ở trong mình sẽ có một cái áo hai đây thì chung với cái áo ôm thay dài này thì sẽ có một cái quần jean ôm rộng và một đôi giày sneaker và cái bộ đồ là sẽ có chiếc áo flannel khá là dài và kết hợp lại thì bộ đồ này rất là streetwear mọi người. Nói chung là Hào đó thích tiền mặc những bộ đồ streetwear chứ không thích mặc nằm. Đúng rồi, cái đồ thích bộ của mình mặc đồ streetwear nhiều hơn không phải là mảnh đẹp nằm này nọ. Cái đồ thích bộ việc hơn là thích đẹp nên yeah. Ok, thì cái áo này đi mua ở Stradivarius. Ở bên con mà mình Stradivarius. Đó. Cái áo này thì đi mua ở bên Urban Outfitters ở Mỹ. Và cái quần này thì đi mua ở Mango. Và đôi giày là Reebok mà mình Reebok Classic. Yeah. Tiền cũng hay mặc những cái fit như này lắm. Cho nên là này cũng không quá là xài lại luôn. Yeah, rồi những cái bộ đồ này thì cũng bộ đồ mà phù hợp để mọi người mặc hàng ngày nè. Theo thấy tiền mặc này thì lâu cũng mặc đúng không? Mà. Thì nói chung là cũng có thấy nên nghe rất là thích. Một chiếc áo nhìn khá là hơi hở và đi chung với chiếc áo trước này thì cái đồ có style cho tiên một cái chiếc quần trouser màu checker và chung với đôi giày Reebok tiên thì cái bộ đồ này nó là một nửa buồn buồn nhưng mà cũng một nửa nhìn rất là sang hơn mọi người. Thì áo này thì mua ở Vintage Gap là một cái local brand Việt Nam. Còn quần này thì tiên mua ở Zara. Đẹp thì mặc thôi chứ đâu có quan tâm thời tiết là vì sao? Chứ không nổi luôn, vì sao? Đi ngày sau ngày hôm sau thì đi qua nhà cái hồ chị. Ok, bây giờ tới mẫu thứ 3. Ok, thì với cái mẫu thứ 3 này là một chiếc áo màu be kiểu dạng hai dây và cái hồ phối cái chiếc áo này với một chiếc quần trouser ống dài màu đen thì nhìn sơ qua thì nó cũng tưởng tượng cái size giống như outfit 2 đó mọi người nhưng mà nhìn nó rất là sexy đúng không ạ? Cái đầu nghĩ là mình có thể mặc đồ này mỗi ngày cho tất cả mọi người công việc hoặc là công việc cũng được, đi chơi thôi. Đi chơi thôi, ok vậy thôi, đi chơi thôi. Nhìn sơ qua đây là một bộ đồ khá là basic và dễ mặc và cái đầu nghĩ là nó là một cái outfit mà mọi người có thể tận dụng cho mọi sự kiện. Sự kiện? Mọi occasion. Mọi hàng ngày thôi. Một bộ đồ áo này mà mua bộ này đâu có thì đi mua ở Zara. Mua thì mặc áo này rất là nhiều bạn hỏi. Cái áo này thì đi mới mua được ở Zara. Ai này cũng ở Zara cũng đi mua đồ ở Zara rất là nhiều. Cho nên đó mà hay những cái tiền mặt hỏi thì cứ assume nó là đúng rồi. Và cái đồ Mỹ nha, sẽ là nơi bán rất là nhiều đồ basic này, những món đồ mà cái đồ Mỹ sẽ khá là cần thiết trong cuộc sống tất cả mọi người nên. Dài thì nó có màu trắng và cái đồ phối với một chiếc quần Nike pants
cùng với thời gian của học tiên những cái bộ đồ này thì sẽ sử dụng đây là bộ cái hộp thích nhất thì mình có thể swag vừa đẹp vừa nhìn sexy nữa. Thì cái áo này tiên mua ở Vintage Scout là cái chỗ hồi nãy tiên nói mọi người á, và cái quần này, cái quần Black and Pants này tiên mua ở Urban Outfitters ở bên Mỹ. Tiên nói là hai khu đồ ở bên vì nó rất có những cái fit mà swag đó, rất là đẹp, đặc biệt là đồ nữ cũng đẹp, đồ nam cũng đẹp nữa. Mọi người cũng hỏi đến rất là nhiều mà nhưng mà tiên recommend cái chỗ đó thì rất là khó để mình mua tại vì nó tốt hơn Mỹ rồi và nó cũng không có một cái chỗ nào ở Việt Nam mà bán những cái đồ nữ nhẹ ở mình, nó hơi mắc một chút. Nhưng với cái tầm giá của bọn mình thì cái hộp nó sẽ mắc hơn kiểu Zara với H&M. Mắc hơn Zara. Nhưng mà cái sự đồ thì quá là đẹp. Với bộ đồ cuối cùng thì đây là một bộ đồ vừa dễ thương và vừa xịn tiên dâu. Và cái đồ chọn cho tiên thì với chiếc áo là một chiếc áo sweater của brand No Control. Và đi dùng với chiếc sweater này là một chiếc váy Shopping. Cái gì mà bộ đồ này thì cái đồ nghĩ nó phù hợp với mọi lứa tuổi và nó rất là xịn tiên và xinh xắn. Cái áo này thì nói chung là chất liệu in với lại foam này nọ thì tiên personal thì tiên rất là thích. Nhưng mà tiên thấy là nữ, các bạn nữ á mặc cái foam này đẹp hơn. Đúng. Đẹp hơn các bạn nam. Nên là khi mà tiên mặc lên cái size S á thì tiên thấy như là nó. Tại vốn gì cái foam áo sweater này nó cũng khá là oversize. Và khi mà bạn nữ mặc lên thì nó rất là oversize. Ok, thì cái này cũng mặc couple rất đẹp của mọi người. Tìm thấy là vậy là đã hết video lần này. Đây là năm bộ outfit mà Theo sẽ chọn cho Tiên. Nhưng mà năm ngày trong tuần thì em mỗi ngày Tiên sẽ mặc một bộ. Nếu mà bộ này đi chơi thì sẽ mặc, đi làm thì chắc không mặc được. Đi làm thì mấy cái bộ giống vậy mặc được. Chứ không chứ mấy bộ trước là không mặc rồi đó. Sao không được, đúng không? Thời trang đánh bay. Vậy bây giờ em đi làm xong cái em bị đuổi thì em không có tiền mặc luôn. Ừ. Ok. Chơi luôn. Ok, cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong follow. Mọi người nhớ follow Tiên ở trên Instagram ở đây, như là Kyle ở đây, và subscribe channel của Kyle nữa nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tuần sau sẽ là một video, vlog của Tiên đỉnh, một cái vlog travel của tụi mình, cho nên là mọi người hãy đón chờ nha. Yes.